Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, năm 2021 vừa qua thì những gia chủ tuổi Tý đã trải qua rất nhiều sóng gió. Những gia chủ tuổi Tý là một trong những con giáp được ông trời ưu ái, ban cho phúc lộc giàu sang. Trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, nhưng họ không vì thế mà mất đi niềm tin về cuộc sống. Bước sang năm 2022 Nhâm Dần thì những gia chủ tuổi Tý lại càng được ưu ái hơn, hưởng trọn lộc trời, giàu sang chạm nóc. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận giải cùng quý vị về vận mệnh của những gia chủ tuổi Tý trong năm 2022, đặc biệt là ở thời điểm tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tý trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Tý, trên phương diện sự nghiệp gặp khó khăn bủa vây, cạm bẫy sang lối. Người tuổi Tý làm việc vất vả hơn, mất công mất sức mà chưa thu về kết quả như mong đợi. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Tý làm gì cũng một thân một mình, không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận, nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi việc, tránh để cảm xúc lấn át làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi. Tệ hơn, có dấu hiệu bị hãm hại, chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp làm ăn, kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại tài lộc, may mắn và bình an. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy. Xung khắc địa chi ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó khăn, tiền làm ra lại khó giữ. Bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều các khoản lớn nhỏ vào việc sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính. Kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư. Khả năng cao không thu hồi được vốn và nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Tý tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau, bệnh lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe, khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế, quý vị gia chủ cần học cách cân bằng giữa công việc học tập và nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc tinh thần, nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các quý vị gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, về phương diện tình cảm gia đạo không được tốt, với những người tuổi Tý chủ về gặp chuyện buồn và thiếu hòa khí. Người độc thân dù được một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng nam nữ vẫn khó tìm được người ưng ý. Các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng rồi đi, khó đọng lại. Những gia chủ tuổi Tý đã yên bề gia thất, tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh chấp cãi vã có lớn có nhỏ, khiến tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được yên ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó mà thành đôi. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 5 âm lịch năm 2022.
A. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Người tuổi Bính Tý gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc. Vì thế bản mệnh cần biết nắm chắc cơ hội để thể hiện tài lực và tài hoa của mình trong tập thể. Người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Và nếu có cơ hội có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích, tình hình tài chính thị trường, bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc. Những người còn độc thân có thể có được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng, mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Tháng này tình hình sức khỏe của những người tuổi Tý sinh năm 1984 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc. Bạn cần chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu. Dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tháng này, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Tý sinh năm 1972 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng. Hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn. Nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định. Bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ sa ngã khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Canh Tý chủ về khó khăn, gặp mọi sự bất lợi. Công việc làm ăn của gia đình gặp phải đủ chuyện rắc rối bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Vấn đề gia đạo bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục cãi vã. Thời gian cuối tháng mọi việc có thể sẽ tươi sáng hơn. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Tý trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 5 năm 2022, tức ngày 10 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 5 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 5 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 5 năm 2022, tức ngày 5 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 5 năm 2022, tức ngày 17 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ,
anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tý trong tháng 5 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.